người, video của ngày hôm nay Ru sẽ review cho mọi người về một cái bộ son rất là hoa. Đây là các em son Matte Chunky nằm trong bộ sưu tập Blossom của Silky Girl. Bộ sưu tập Blossom này được tung ra nhằm kỷ niệm 15 năm thành lập của Silky Girl. Và nếu như các bạn chưa biết thì đây là một brand của Malaysia và Singapore. Và đã nhắc đến hoa thì chắc các bạn cũng biết, với một người cuồng váy hoa, cuồng đồ hoa giống Rương thì chắc chắn là sẽ phải swatch và review các em này đúng không? Và như thường lệ Rương sẽ swatch trên hai nền da khác nhau. Đặc biệt ngày hôm nay Rương sẽ còn đánh cả má hồng của hãng nữa. Cho nên nếu như các bạn yêu thích chương một swatch hai màu da thì đừng quên cho video này một like nha. Một son đầu tiên Rương swatch cho mọi người được hãng gọi với một cái tên rất là dễ thương là Bloom. Khi mà swatch em này ra tay thì Rô đã thấy đây là một cái tông cam đất khá là tây. Và khi mà Rô đánh trên nền da trắng thì các bạn sẽ thấy em này là một cái tông thuần cam đất luôn. Cái kiểu trang điểm ngày hôm nay của Rư thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Mắt màu cam nhẹ nhẹ và gần như là má đánh rất là nhạt luôn. Trên nền da ngăm của Rư thì màu son này trở nên nhạt hơn một chút, gần như là ngả về tông cam nude, nhìn khá là tây và kiểu như là rất là hợp với lại cái tông da ngăm mà Rư đánh ngày hôm nay. Và nếu như các bạn thắc mắc về màu má thì Rư bật mí là màu má hồng Rư sử dụng ngày hôm nay cũng là của Silky Girl, màu Delicate Peach, tông cam nhẹ nhẹ, đánh lên thì nó cũng chỉ phân phớt màu thôi chứ không lên quá đậm. Cũng rất là hợp với những cô nàng da ngăm mà yêu thích những kiểu trang điểm tự nhiên. Bình thường giá của một em son là 168.000 và phấn má hồng là 159.000, nhưng mà tại Hasaki đang có khuyến mãi. Cụ thể là đối với son chỉ còn có 109.000 cho một em, còn đối với phấn má thì chỉ có 99.000. Rương sẽ để link bên dưới description box, bạn nào quan tâm có thể nhấp vào xem nha. Màu tiếp theo Rương swatch cho mọi người là màu 13 và hãng gọi em này là Spring. Trên nền da trắng của Rư thì em này hiện lên như một cái tông hồng đào rất là xinh. Và nếu như các bạn thắc mắc về màu má hồng thì Rư bật mí là màu má hồng trên nền da trắng Rư đánh ngày hôm nay là màu Pretty Pink của Silky Girl. Đây là một cái tông hồng nhẹ nhàng, hồng phơn phớt. Chất phấn má hồng rất là mịn và rất là nhẹ, kiểu như là Rô đánh lên thì cái vùng má đó không có lộ cái lỗ chân lông ra. Tiếp theo nữa là màu má hồng thì hoàn toàn không có mùi và cái màu sắc đánh lên thì nó nhìn ưng ửng rất là xinh. Trên nền da ngăm của Rư thì cái sắc son này nó lại trở nên nhạt hơn một chút. Ban đầu Rư nghĩ là khi đánh em này trên da ngăm thì chắc là sẽ trầm hơn, nhưng mà cái hiệu ứng mang lại thì rất là bất ngờ. Và điểm làm cho Rư thấy thú vị ở những em son Matte Chunky đó là khi bạn đánh son xong, bạn thử chạm tay vào môi thì bạn sẽ thấy là cái tay mình không có bị dính son. Màu cuối cùng Rư swatch cho mọi người là màu 15. Hãng gọi tên em này là Petal. Em này là một cái tông đỏ hồng mà khi Rư swatch ra tay, Rư đã nghĩ ngay trong đầu chắc chắn là sẽ hợp trên cả da trắng và da ngăm. Trên nền da trắng thì sắc son pha đỏ nhiều hơn và có điểm nhấn nhiều hơn. Nếu như mọi người để ý thì trong 3 màu nãy giờ, đây là cái màu sậm nhất và mang lại một cái sự trưởng thành nhất. Trên nền da ngăm thì sắc son lại được pha hồng nhiều hơn, nhờ vậy mà nó không có quá là bợt môi. Và với những bạn nào mà không thích trang điểm cầu kỳ mỗi khi ra đường thì những màu son tương đối sậm như thế này sẽ là một sự gợi ý của Rư nha. Nhìn chung thì bộ son này sở hữu khá là nhiều ưu điểm. Đầu tiên là thiết kế rất là đáng yêu. Tiếp theo là son không có mùi. Tiếp theo nữa là chất son lì và lâu dôi. Khi mà các bạn thấy Rư chạm tay vào môi á, sau tầm 2 phút đánh son á, thì tay Rư hoàn toàn không bị dính son từ môi sang. Và điểm cuối cùng là giá rất là bình dân. Và như hồi nãy Rư có nói đó, nếu bạn tranh thủ khuyến mãi thì chỉ còn có 109.000 cho một em son. Còn khuyết điểm của bộ son này thì Rư nghĩ không gọi là khuyết điểm lắm đâu. Tại vì mỗi một em son chỉ có giá 109.000 thì Rư cũng không dám đòi hỏi gì nhiều hơn. Nhưng mà phải chi hãng cho ra thêm nhiều màu son hơn nữa, và phải chi chất son này bớt dính môi hơn một chút, thì chắc là Rư sẽ còn yêu thích em ấy nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video ngày hôm nay của Rư nha. Mọi người đừng quên subscribe channel của Rư để tụi mình còn có thể gặp nhau ở các video tiếp theo. Bye bye.